chuyện cổ Phật gia, ai tỉnh, ai say. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Có biết bao nhiêu kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài canh giờ, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Hỡi ôi, cái bệnh say đó, say trong vô minh, say trong thất tình lục dục, say trong danh lợi phồn hoa, say trong bon chen nhân thế ấy mới thật sự là say. Đức Phật dứt lời, các tăng nhân giật mình tỉnh ngộ. Ở kỳ viên tịnh xá, sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Đức Thế Tôn vào hương thất nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống, Ngài bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm, rồi tiếng la ó lè nhè của một gã phàm nhân nào đó. Có vẻ như y đang say rượu. Ngài nghĩ thầm, kẻ say này có lẽ thừa lúc cổng mở, đã lẻn vào tịnh xá. Ở bên ngoài, kẻ say kia vẫn vừa đập cửa, vừa la lớn. Ông Phật ơi ông Phật, cho tôi làm Phật với, cho tôi làm Phật đi mà. Tôi cũng muốn làm Phật. Khà khà, bộ chỉ mình ông là làm Phật được thôi à. Đức Thế Tôn ngồi dậy, ra mở chốt cửa, thấy một gã say dơ giấy, y phục tả tơi. Ngài động lòng trắc ẩn, gọi đệ tử A Nan. Này A Nan, cho anh ta tắm rửa, cạo tóc và một bộ y phục sạch, rồi tìm cho anh ta một chỗ nằm nghỉ. A Nan vâng lệnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo tóc vận y, gã say được đưa đến một gốc cây im mát trong tịnh xá. Gã đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau mà chẳng cần biết đến có trời trăng mây gió gì. Khi tỉnh dậy, hắn bỡ ngỡ nhìn quanh, thấy toàn thầy tu mặc áo vàng đi đi lại lại, vào ra tất bật trông đến hoa cả mắt. Hắn nhìn lại mình, thấy cũng đang mặc y phục tăng nhân, lại sờ tay lên đầu thấy trụi lũi, cảm giác như gió đang lùa mát đến tận óc. Hắn kinh hoàng quá, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bỏ chạy ra cổng. Các tỳ kheo chạy đuổi theo bắt lại, nhưng một số khác biết chuyện đã ngăn cản. Này chư hiền, cứ để mặc cho hắn chạy đi, hắn chỉ là một gã say. Hôm qua Thế Tôn bảo tôn giả A Nan tắm rửa, cạo tóc, đắp y vào cho hắn đấy. Thật thế sao? Tại sao Đức Thế Tôn làm chuyện lạ nhỉ? Biết hắn say mà vẫn tiếp duyên cho hắn xuất gia. Hãy để hắn đi cho khuất, rồi chúng ta sẽ đến thỉnh giáo Đức Thế Tôn về việc này. Thế là họ kéo nhau đến hương thất Đức Phật mà hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu vì nguyên nhân gì mà Ngài lại tiếp duyên cho một gã say như thế. Xin Đấng Thiện Thế khai thị cho chúng con ạ. Đức Phật ôn tồn đáp. Này các tỳ kheo, các con dường như đang trách ta vì đã tiếp duyên tu hành cho một gã say. Nhưng ta hỏi các con, trong lúc hắn say, tại sao không cầu chuyện gì khác mà lại cầu được làm Phật? Như thế là hắn đã gieo một cá nhân tốt đẹp, ta phải tiếp duyên cho hắn, vì ta không hẹp gì mà không cho hắn phát nguyện làm Phật. Đức Phật nói tiếp, vả lại, có biết bao nhiêu người tỉnh mà đâu có biết cầu được làm Phật như hắn. Vậy thì ai tỉnh, ai say? Điều này cho thấy trong tâm hắn đã có tâm cầu Phật. Huống chi hắn có uống rượu vào mà say, thì bất quá chỉ say vài canh giờ rồi tỉnh lại. Cho nên bệnh say của hắn thì ta đây không cho là trầm trọng. Trái lại, có biết bao nhiêu kẻ trên thế gian này,
dù không uống rượu mà vẫn say. Không phải say vài canh giờ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Hỡi ôi, cái bệnh say đó, say trong vô minh, say trong thất tình lục dục, say trong danh lợi phồn hoa, say trong bon chen nhân thế ấy, đó mới thật sự là say, là một chứng bệnh trầm kha khó chữa. Chiều lại buông, bóng tà dương tịch mịch, từng đoàn cư sĩ hành hương và lữ khách du cảnh núi non, viếng thăm tịnh xá, rời chốn thanh nhàn trở về nhân thế. Này tâm tư triểu nặng, này gói mỏi chân trùng lết thết xuôi theo từng bậc đá. Chẳng ai thèm để ý đến một người đàn ông vận bộ tăng phục mới tinh, vẫn còn nguyên nếp gấp, đang rảo bước phăm phăm vượt lên từng bậc đá dốc đứng, đi ngược hướng cả đoàn người mà tiến về nơi đỉnh núi. Phía xa xa, mái tam quan của kỳ viên tịnh xá ẩn hiện thấp thoáng sau làn khói mây màu lam tím. Tiếng chuông chiều ngân nga. Quả đúng là say mà ngộ đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say. Xưa nay danh lợi nào theo mãi, nhắm mắt luân hồi tay trắng tay. Bản duyên đại pháp tu theo pháp, không uổng cơ duyên một kiếp này.